Xin chào các bạn đã đến với kênh Netizen React. Các bạn thân mến, mới đây trên mạng Douyin của Trung Quốc đã xuất hiện một video của blogger tên là Dương Dương đăng tải với chủ đề Trung tâm mua sắm lớn nhất Việt Nam khai trương tại thủ đô Hà Nội do tập đoàn Lotte của Hàn Quốc đầu tư. Đúng như giới thiệu, trong video, anh chàng Dương Dương đã đi khám phá mọi ngóc ngách trong trung tâm thương mại lớn bậc nhất thủ đô và tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng, anh chàng đặt một câu hỏi rằng, tại sao Hàn Quốc lại thân thiện với Việt Nam đến như vậy, trong khi đó rất ác cảm với Trung Quốc? Netizen Trung Quốc khi xem xong video cũng rất bất ngờ trước sự hiện đại và khang trang của tòa nhà này, khẳng định nó đã vượt xa các thành phố cấp 2 của Trung Quốc và tuyệt đối không thể xem thường. Vậy cụ thể blogger Dương Dương đã nói gì và netizen Trung Quốc bình luận ra sao? Xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Đây chính là Dương Dương, anh chàng Trung Quốc mà mình vừa nhắc đến. Anh ấy là một blogger du lịch khá nổi tiếng trên mạng xã hội, người đã đi qua 30 quốc gia trên khắp thế giới và thường xuyên quay lại trải nghiệm của mình chia sẻ lên mạng, giúp khán giả Trung Quốc được mở mang tầm mắt. Khoảng một tháng trở lại đây, Dương Dương đã có chuyến đi đến Việt Nam và nhận ra những gì anh ấy hình dung trước đây về Việt Nam thông qua báo chí và mạng xã hội Trung Quốc đều hoàn toàn sai lệch. Trong tưởng tượng, Việt Nam rất nghèo và kém cỏi về mọi mặt, nhưng thực tế không phải vậy. Sự bất ngờ của Dương Dương đạt đến đỉnh điểm khi anh ấy đi lạc vào một trung tâm mua sắm ở thủ đô Hà Nội. Tại đây, Dương Dương chia sẻ, hiện nay rất nhiều công ty Hàn Quốc đang rút vốn đầu tư khỏi Trung Quốc, khiến cho một số bạn nghĩ rằng Hàn Quốc đang gặp khó khăn và hết tiền đầu tư rồi. Nhưng không phải, hãy sang Việt Nam để thấy Hàn Quốc đầu tư ở Việt Nam mạnh mẽ thế nào. Đây là Lotte Mall Tây Hồ, một trung tâm thương mại cực sầm uất do Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Tầng 1 của trung tâm mua sắm có các thương hiệu thời trang toàn cầu như Zara, Uniqlo, Muji và Massimo Dutti. Được biết, có đến 233 thương hiệu tại đây. Bên cạnh việc mua sắm, khoảng 90 cửa hàng thực phẩm và đồ uống, chẳng hạn như Haidilao của Trung Quốc cũng rất phổ biến. Ngoài ra là số lượng lớn không gian trải nghiệm như thủy cung, rạp chiếu phim, sân chơi trong nhà và công viên giải trí trải nghiệm việc làm dành cho trẻ em. Nhiều người sẽ hỏi, là người Việt Nam lương 7 triệu một tháng thì làm sao có thể chạm đến những dịch vụ cao cấp như vậy? Nhưng nhìn xem, ở đây có rất đông người quan lại, cả người lớn và trẻ em. Người dân mặc những bộ trang phục đơn giản nhưng sang trọng, nhiều người trong số họ cầm túi hiệu. Và ai ai cũng cầm trên tay những túi hàng hóa nặng trĩu, như thể là họ mua cả siêu thị về nhà luôn vậy. Đó là những chia sẻ của blogger Dương Dương về trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ, thật khiến cho nhiều người Trung Quốc phải ngỡ ngàng. Sau khi xem được video này, thì netizen Trung Quốc đã nổ lên một cuộc tranh cãi khá bùng nổ về mức lương của người Việt Nam. Nhiều người đã đặt câu hỏi, rốt cuộc Việt Nam giàu hay nghèo? Tại sao người Việt Nam lương thấp, mức giá cả cao mà vẫn sống sung sướng được? Và tại sao Hàn Quốc lại mặn mà với việc đầu tư tại Việt Nam đến thế? Vậy cụ thể họ đã nói những gì? Ngay bây giờ, hãy cùng đọc một vài bình luận hay nhất của người Trung Quốc các bạn nhé! Thì ra, bao nhiêu lâu nay người Việt Nam giả vờ nghèo khổ để được nhận nhiều viện trợ từ Trung Quốc hàng năm. Cảm ơn bạn đã nói cho chúng tôi biết sự thật. Tôi vẫn nghĩ Việt Nam rất lạc hậu với những khu chợ bình thường. Cách đây vài năm, tôi đi mua sắm ở cửa hàng Long Biên, Việt Nam. Thực sự có một biển người. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều những chiếc túi sách hàng hiệu và những đôi giày đắt đỏ. Người Việt Nam thật sự rất giàu có. Thu nhập bình quân đầu người của họ thấp như vậy. Liệu những sản phẩm này có rẻ hơn so với hàng hóa ở Trung Quốc không? Tại sao có thể như vậy được? Đây là siêu thị mở ra cho những người nước ngoài. Người Việt Nam không đủ tiền để mua sắm tại đây. Lotte đã phá sản ở Trung Quốc nhưng đang bùng nổ ở Việt Nam. Điều này khó hiểu quá vì chưa bao giờ chúng ta bị Việt Nam vượt mặt trên bất kỳ lĩnh vực nào. Khá buồn. Blogger, bạn chưa bao giờ đến trung tâm mua sắm hạng nhất ở Trung Quốc phải không? Ở Trung Quốc cũng đẹp ngang ngửa thế này. Hàn Quốc không bao giờ có khả năng xây dựng đẹp hơn Trung Quốc. Hàn Quốc và Nhật Bản quả thực có ảnh hưởng rất lớn ở Việt Nam. Người Việt Nam rất ngưỡng mộ Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi đó rất ghét Trung Quốc. Chúng tôi đã làm gì sai? Vào năm 2016, chúng tôi đã chi 100 nhân dân tệ cho một bữa ăn nhẹ và cà phê tại Highland Coffee ở tầng thượng của Boss House của Hà Nội, giá đắt hơn Trung Quốc, chứng tỏ Việt Nam không hề nghèo. Chỉ cần nhìn vào trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam trông như thế nào là đủ hiểu mức độ phát triển của họ. Ôi trời, tôi chưa bao giờ thấy nơi nào cao cấp và nhộn nhịp như vậy. Tưởng là của Trung Quốc mới xây, chứ đừng nói là Việt Nam. Liệu nhập cư vào Việt Nam có thể có mức sống cao như vậy không? Muốn đổi đời quá. Hôm qua tôi đã đến xem, có một thủy cung bên trong, tuy không lớn nhưng bọn trẻ khá vui khi được nhìn thấy đủ loại cá. Một chuyến tham quan các cửa hàng bên trong có thể mất tới 7 hoặc 8 phút để hoàn thành ở tầng 1.
vẫn còn nhiều cửa hàng đang sửa chữa và chưa được chuyên đến. Đây được coi là trung tâm mua sắm cao cấp ở Hà Nội, nhưng nó vẫn kém xa Quảng Châu Tmall hay Grandview Plaza của Trung Quốc. Giá hàng hóa ở đây khá đắt. Sau khi chuyển đổi tỷ giá hối đoái, nó đắt hơn đồ ở Trung Quốc. Điều kỳ lạ nhất là người Việt Nam có tiền để đặt chân đến nơi này, chứng tỏ họ khá giàu có. Lần tới chúng ta hãy xem những loại ô tô nào đang đậu trong bãi đậu xe của trung tâm mua sắm này để xem họ thật sự giàu hay chỉ là vào siêu thị nghỉ mát và không dám mua bất kỳ thứ gì. Tôi cảm thấy mình nghèo hơn họ. Khi mua bất kỳ món đồ gì tôi cũng suy nghĩ mất mấy ngày. Điều đó làm tôi mệt mỏi và mất hứng thú với cuộc sống. Từng có Lotte Department Store ở Thành Đô trong những năm gần đây, nhưng giờ nó đóng cửa rồi. Tất cả các công ty Hàn Quốc đều rút khỏi nước ta và sang Việt Nam. Những người đang chê bai không cảm thấy xấu hổ hay sao? Có cảm giác rằng nó tương tự như trung tâm mua sắm Tô Châu ở Tô Châu của chúng tôi, nhưng nó không lớn bằng trung tâm Tô Châu, chỉ có thể nói là một khu phức hợp nhỏ lẻ, không có thương hiệu hạng sang nào trong đó. Chắc chắn rồi, nó cũng giống như ở Trung Quốc, ngay cả những đài phun nước cũng mộc mạc với ánh đèn nhiều màu sắc giống Trung Quốc, nhìn ở đâu cũng thấy kiến trúc của Trung Hoa. Việt Nam hiện đang ở trong tình trạng giống như nước ta những năm 1980 và 1990. Ở Trung Quốc, chúng tôi không còn những cửa hàng như vậy nữa và chúng tôi phải thay thế các cửa hàng trực tuyến bằng các cửa hàng thực tế. Tất cả đều mua sắm online chứ không cần đến trung tâm thương mại. Tôi đã sống ở Việt Nam 3 năm nên cảm nhận rất rõ điều này. Giá cả ở các siêu thị Việt Nam khá phải chăng, đáng khen nhất là chất lượng rất tốt, không có hàng giả, hàng kém chất lượng. Đã là hàng siêu thị thì không có hàng giả. Trung Quốc chưa làm được điều này. Nhìn thoáng qua có thể biết đây là một nước phát triển, nhưng tại sao tôi đã tìm rất kỹ nhưng không nhìn thấy sản phẩm nào của Trung Quốc được bày bán tại đó, chẳng hạn như xe máy Trung Quốc và quần áo của Trung Quốc, có phải vì nó đắt đến mức người Việt không mua được? Trên đây là những dòng bình luận mà netizen Trung Quốc đã để lại sau khi xem video về trung tâm thương mại cao cấp ở Việt Nam. Xem người Trung Quốc bình luận về Việt Nam thật sự rất thú vị các bạn ạ. Có người bình luận đúng và cũng chẳng thiếu những bình luận hết sức sai lầm. Theo như những comment của người Trung Quốc, có một số luồng ý kiến chính đã được đưa ra. Đầu tiên, người Trung Quốc rất ngạc nhiên về mức sống của người Việt Nam. Họ khẳng định Việt Nam lương 7 triệu nên không đời nào tiếp cận đến những dịch vụ cao cấp. Xin thưa, dù cho Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển và tồn tại nhiều vấn đề về kinh tế, nhưng mức độ hài lòng với cuộc sống của người dân lại được đảm bảo ở mức cao. Nói dễ hiểu thì đất nước có thể nghèo, nhưng người dân thì chưa chắc. Người Việt Nam rất chịu khó làm ăn và cũng biết cách tận hưởng cuộc sống. Ở thành thị hầu hết đều có mức sống ổn định trở lên, ngay cả nông thôn cũng không thiếu người giàu. Thứ hai là người Trung Quốc thắc mắc tại sao bây giờ Hàn Quốc rút khỏi Trung Quốc rất nhiều và chuyển sang đầu tư tại Việt Nam. Thật sự chả có gì là ngẫu nhiên cả. Hiện nay đã có 9.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam và con số này chưa hề dừng lại. Các công ty lớn hoạt động không chỉ trong lĩnh vực truyền thống, đầu tư cơ sở hạ tầng như là Lotte đâu, mà còn hướng tới các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, môi trường, tăng trưởng xanh với khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh. Doanh nghiệp Hàn Quốc có những đóng góp quan trọng trong một số lĩnh vực như công nghệ cao, công nghiệp điện tử, năng lượng, ô tô, xây dựng. Tại sao ư? Vì Việt Nam là vùng đất an toàn và tiềm năng hơn nhiều để thi công, sản xuất, nhân công giá rẻ nhưng chất lượng cao, thuế thấp. Và đặc biệt, Việt Nam luôn ưu tiên tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài mở rộng sản xuất. Trong khi đó, Trung Quốc quá hà khắc nên phải cuốn gói đi càng sớm càng tốt thôi. Không biết các bạn có cảm nhận thế nào sau khi xem video này? Còn đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Netizen React để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam nha. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.